Cô mến chào các em, chào mừng các em đã đến với tiết học trực tuyến môn tiếng Việt của bộ sách Trân Trời Sáng Tạo. Hôm nay các em sẽ được học chủ đề 3, đi chợ. Bài 1, làm quen với âm giờ và chữ giờ, âm đờ và chữ đờ. Bây giờ cô mời các em hãy cùng nhau mở sách giáo khoa ra trang 30 nhé. Trước khi vào tiết học ngày hôm nay thì các em hãy quan sát bức tranh và cho cô biết nội dung bức tranh gồm những ai, họ đang làm gì, đang ở đâu và trong tranh còn có những gì? À, quan sát bức tranh, cô thấy bức tranh vẽ quang cảnh buôn bán ở chợ. Ở chợ, cô thấy có bánh, dưa, dâu và bán giấy nữa. Cô thấy các tiếng dừa, tiếng dưa, tiếng dâu, tiếng dế đều chứa âm giờ, nên cô sẽ tô màu đỏ lên âm giờ. Nào, bây giờ các em hãy đọc theo cô nhé. Dừa, dưa, dâu, dế. Các em ạ, ở chợ còn bán gì nữa? Đúng rồi, ở chợ còn bán đu, đủ, đỗ đỏ, còn được gọi là đậu đỏ đấy nha các em. Cô thấy các tiếng đu, tiếng đủ, tiếng đỗ, tiếng đỏ đều chứa âm đờ, cô sẽ tô màu xanh lên âm đờ. Nào, các em hãy đọc theo cô nhé. Đu, đủ, đỗ, đỏ. Tiếp theo, cô sẽ giới thiệu với các con âm giờ và chữ giờ. Đây là âm giờ in hoa. Đây là âm giờ in thường. Đây là chữ giờ viết hoa. Và đây là chữ giờ viết thường. Nào, chúng ta cùng nhau đọc lại nhé. Giờ, 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 giờ. Tiếp theo là chữ đờ. Đây là chữ đờ in hoa. Đây là chữ đờ in thường. Đây là chữ đờ viết hoa. Và đây là chữ đờ viết thường. Nào, bây giờ chúng ta cùng đọc lại nhé. Đờ, 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 đờ. Bây giờ cô sẽ chuyển sang phần tiếp theo nhé. Các em hãy quan sát bức tranh và cho cô biết tranh vẽ gì. À, đúng rồi, tranh vẽ một con dế. Dế là một loại côn trùng thường được tìm thấy ở bụi cỏ hay hốc đá và thường xuất hiện vào tháng 8 và tháng 9 âm lịch sau khi mùa mưa vừa kết thúc. Cô có tiếng dế. Tiếng dế gồm có âm giờ đứng trước, âm ê đứng sau, dấu sắc đặt trên đầu con chữ ê. Tiếng dế được đánh vần là giờ, ê, dê, sắc, dế. Nào, bây giờ các con hãy đọc theo cô nhé. Giờ, ê, dê, sắc, dế. Bây giờ, các em hãy quan sát bức tranh và cho cô biết tranh vẽ gì. À, tranh vẽ những hạt đỗ. Cô có tiếng đỗ. Tiếng đỗ gồm có âm đờ đứng trước, âm ô đứng sau, dấu ngã đặt trên đầu con chữ ô. Tiếng đỗ được đánh vần là đờ, ô, đô, ngã, đỗ. Các em hãy đánh vần theo cô nhé. Đờ, ô, đô, ngã, đỗ. Các em giỏi lắm. Các em ạ, các em hãy suy nghĩ và tìm cho cô hai tiếng có chứa âm giờ ngoài bài học này nhé. Bây giờ
Các em hãy bấm dừng video lại và khi nào tìm xong, các em hãy bấm tiếp tục nhé. Các em đã tìm được xong chưa? Cô đã tìm được hai tiếng có chứa âm giờ ngoài bài, đó là gì, ga, và còn có rất nhiều tiếng có chứa âm giờ ngoài bài học này. Các em hãy tìm thêm cho cô nữa nhé. Tương tự như vậy, các em hãy suy nghĩ và tìm thêm cho cô hai tiếng có chứa âm đờ ngoài bài. Bây giờ, các em hãy bấm dừng video lại. Khi nào tìm xong, các em hãy bật tiếp video nhé. À, các em tìm xong chưa? Cô đã tìm ra hai tiếng có chứa âm đờ ngoài bài. Đó là đò, đố. Và còn rất nhiều tiếng có chứa âm đờ ngoài bài học này. Các em hãy tìm thêm giúp cô nữa nhé. Bây giờ, chúng ta sẽ bước sang phần tập viết. Ở phần tập viết này, các em sẽ tập viết chữ giờ và tiếng dế, chữ đờ và tiếng đỗ. Các em hãy lấy vở có kẻ ô ly và bút chì ra viết phần tập viết này vào vở tập viết nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Để viết được chữ giờ, các em hãy quan sát. Đầu tiên, chúng ta viết nét 1. Các em sẽ đặt bút dưới đường kẻ ngang thứ 3 một chút, viết nét cong kín từ trái sang phải. Từ điểm kết thúc của nét 1, chúng ta sẽ lia bút lên đường kẻ 5, viết nét móc ngược, sát với nét cong kín. Và điểm kết thúc sẽ là ở đường kẻ ngang thứ 2. Bây giờ, các em hãy thực hành theo nhé. Từ âm giờ, các em hãy áp dụng và thực hành qua tiếng dế nhé. Cô mời các em cùng quan sát. Các em đã nắm rõ quy tắc viết tiếng dế chưa? Cô mời các em cùng thực hiện theo nhé. Bây giờ, cô sẽ hướng dẫn các em viết chữ đờ nhé. Để viết được chữ đờ ở nét 1 và nét 2, các em cũng viết tương tự như con chữ giờ. Từ điểm kết thúc của nét 2, chúng ta sẽ lia bút lên đường kẻ ngang thứ 4, viết một nét ngang ngắn. Bây giờ, các em đã nắm được quy tắc viết chữ đờ chưa? Bây giờ, cô mời các em cùng thực hiện nhé. Tiếp theo, các em hãy dựa vào quy tắc viết chữ đờ để áp dụng qua viết tiếng đỗ nhé. Cô mời các em cùng quan sát. Các em đã biết cách viết tiếng đỗ chưa? Bây giờ, cô mời các em cùng thực hiện viết tiếng đỗ nhé. Các em đã viết tập viết xong chưa nào? Nếu viết xong rồi, thì chúng ta sẽ bước sang phần tiếp theo nhé. Quan sát tranh và cho cô biết tranh vẽ gì? À, đúng rồi, tranh vẽ một con dê. Cô có tiếng dê. Tiếng dê
gồm có âm dờ đứng trước, âm ê đứng sau. Tiếng dê được đánh vần là dờ, ê, dê. Các em đánh vần theo cô nha. Dờ, ê, dê. Đọc trơn giúp cô nào. Dê, dê. Quan sát bức tranh thứ hai và cho cô biết bức tranh vẽ gì. Đúng rồi, tranh vẽ hạt dẻ. Cô có tiếng dẻ. Tiếng dẻ gồm có âm dờ đứng trước, âm e đứng sau, dấu hỏi đặt trên đầu con chữ e. Tiếng dẻ được đánh vần là dờ, e, dê, hỏi, dẻ. Các em đánh vần theo cô nha. Dờ, e, dê, hỏi, dẻ. Đọc trơn giúp cô nào. Dẻ, dẻ. Tiếp theo, quan sát bức tranh thứ ba và cho cô biết bức tranh vẽ gì. Giỏi lắm, bức tranh vẽ cảnh bờ đê. Cô có từ bờ đê. Trong từ bờ đê, tiếng đê có chứa âm đờ. Các bạn nghe cô đánh vần. Bờ ơ bơ huyền bờ. Đờ ê đê. Bờ đê. Các bạn đánh vần theo cô nha. Bờ ơ bơ huyền bờ. Đờ ê đê. Bờ đê. Đọc trơn giúp cô. Bờ đê. Bờ đê. Các con giỏi lắm. Tiếp theo, các em hãy nhìn câu văn này, đánh vần và đọc trơn theo cô nhé. Cờ ô cô, cờ o co sắc có. Đờ ô đô ngã đỗ. Đờ o đo hỏi đỏ. Cô có đỗ đỏ. Trong câu văn này, các em hãy cho cô biết tiếng nào có chứa âm đờ. À, giỏi lắm. Trong câu văn này, tiếng đỗ có chứa âm đờ. Tiếng đỏ có chứa âm đờ. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo nhé. Các em hãy quan sát bức tranh và cho cô biết trong tranh vẽ những gì. À, trong tranh cô thấy vẽ một cây đàn guitar, một cái đầm và một con diều. Cô có các tiếng như là đàn, tiếng đầm và tiếng diều. Trong ba tiếng này, các em hãy cho cô biết tiếng nào có chứa âm đờ. Giỏi lắm, cô thấy tiếng đàn và tiếng đầm có chứa âm đờ. Và tiếng nào có chứa âm dờ vậy các em? À, tiếng diều có chứa âm dờ. Và tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào các bài học tiếp theo. Cô mến chúc các bạn ngày càng học giỏi, luôn ngoan ngoãn và nghe lời ông bà, cha mẹ và thầy cô nhé. Chào tạm biệt.